Xin chào các bạn, mời các bạn đón xem chiếc Toyota Camry 2.0G. Vâng thưa các bạn, hiện tại đây là cái form mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và có cái giá là 1.029.000.000. Vâng, giá rất là hợp lý, có tất cả 7 màu lựa chọn là màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu bạc, màu nâu và màu ghi. Các bạn xem xe thì có thể liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại 0902 157 666. Nâng cấp rất là nhiều cái tính năng thông minh và tiện ích. Các bạn quan tâm đến xe, những cái video để thông báo giá xe, chính sách bán hàng thì các bạn có thể đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới và hot nhất mà chúng tôi chuẩn bị giới thiệu và ra mắt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mời các bạn xem qua ngoại thất của xe.